Đấy, tụi ra rồi, thụt xuống rồi đó. Chết rồi đi ha. Ừ. Lúc lúa cỏ cầu lên nè. Này, như thằng này vàng úa luôn rồi nè. Thằng này vàng kiểu này là chết nè. Đúng không? Cỏ nó rộng chết luôn rồi nè. Ờ. Cái này vàng này là chết. Đây là 3 ngày sau khi phun butadiene ha. Ờ, 3 ngày đó. À đây đây. Vàng kiểu đó là chắc ăn rồi. Vàng lá chuyển màu luôn. Nó chuyển màu rồi. Chứ nó là nó đi màu xanh. Cái này cái liều sử dụng là 100C. 100 có chừng cái chó nha. 100C cho một bình 20 lít. Dạ. Yeah. 100C cho bình 20 lít. Thì cỏ trên ruộng thì nó rất là đạt. Và nó diệt luôn có trên bờ luôn á anh Đông. Ờ nó diệt khỏi trên bờ. À. Hôm rồi là tôi thấy nó lên lấm tấm ở trên những cục đất như thế này, kiểu nó nồi nồi ra nè. Dạ. Mà có trên nó mà hôm nay dâu rồi. Dạ. Mới có 3 ngày thôi đúng không? Ừ. Lúa thì nó không ảnh hưởng ha. Lúa đâu có bị gì. Đây là như thằng này. Mà rễ lúa. Lúa không sao hết. Lúa không sao hết. Vẫn màu vẫn bình thường. Cái kiểu cái cỏ còn nhỏ nó chết toát đi luôn. Hết rồi. Hết thấy cỏ luôn rồi. Nó còn nhỏ chết toát đi luôn. Dạ, đây có gầy luôn. Có này nè. Cái này chắc phải mua cái thuốc gì mình chỉ trên đấy đó. Dạ. Có mà ít rồi. Có. Đó, đây á, thấy không? Đấy. Dạ. À, nhìn lúc bụp rồi đó. Gầy. 11 ngày là có gầy. À, vụ gọi mình quản lý cỏ sao anh Đông? Đó cũng quản lý một hai lần đỡ cỏ vẫn còn. Nhưng mà hai lần người chẳng còn sót đúng không? Vẫn còn sót cỏ. Như lần này sử dụng 2 lần thôi nhưng mà nó không sót. Rồi thấy như này là không còn. Không. Cái vụ vừa rồi là vẫn còn nhổ tế bào. Dạ. Nếu như nhổ vậy là mình sử dụng một công vậy là tiền công nhổ bao nhiêu anh Đông? Vụ gọi á. Tiền công nhổ có điều là có tiền công chẳng hạn cái công trong kia là có một công ruộng mà hai người nhổ hai ngày. À, nghĩa là một cái ô của mình là bao nhiêu tiền công nhổ vụ gọi á? Cái khúc tớ không nhớ nhưng mà trong kia là nguyên cái công không hai vợ chồng tớ nhổ đúng 2 ngày xiết luôn á. 2 ngày xiết luôn hả? Ừ. 2 ngày là chắc đi 4, nếu tính ra 4 người phải nhổ 1 ngày. À. Đây là cái gì mà gò? Cái gò này. À, thằng này cũng vàng lá chuyển ra này. Dạ. Yeah. Này chuyển vàng lá rồi còn một số thằng toát đi rồi. Hôm nọ tao thấy nó lấm tấm nhiều lắm cơ. Nay hết đâu rồi. Đây. Thằng này chết không này? Thấy chưa? Đúng rồi. Đúng không? Chết khô luôn ha. Chết khô toát lên luôn này, nó bé quá mà. Thấy như cái này là chết à? Tức là chỉ thứ hai, hôm nay là thứ tư. Mới được 2 ngày. Đúng không? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, 3 ngày. Ừ. Chết rồi là thằng này chết chính xác. Chết. Hôm nọ chết mấy cục đất rồi nó lên nhóc cho rồi. Thấy nó lấm tấm xanh rồi. Rất may mắn là này là em đấy. Không thấy cỏ sót nha.
không, không đây là cái vùng gò luôn. Gò cái chỗ này khu vực này cao đây là gò luôn, không thấy cây cỏ sót. Sử dụng 100c thấy nó xanh đầy rồi đó. Cho bình 20 lít. Không đúng không? Cỏ hết rồi. 100c xịt 400c mà nó xịt 20 lít rồi xịt mướn mình mà. Này lúa không phải cỏ. Nó lúa luôn. Lúa luôn. Má rầy nhiều nha. Cái cây con mẹ thì cũng thụt xuống rồi này. Cây này là cái cây cỏ dại gì cũng thụt xuống rồi. Vàng lá này. Lá gọng nó chứng là nó vàng lá. Ừ, vàng lá rồi, thụt rồi. Nó lên cao nha. Này là cái cây này cao. Lên vĩ đại rồi. Rất là cao đây. Thầy nhìn ha, cái lá trên thì nó đã bị vàng. Góc dưới đèn góc rồi nè. Ê, thằng này đang lấy chết chính xác này. Này rõ này. Đúng không? Đây nè. Này là cỏ cao luôn rồi nhá. Cỏ cao rồi. Là đang chết là cái lá nó cháy rồi nè. Lá cháy rồi. Cái này vàng luôn là đi rồi, êm rồi đấy. Này vàng ha. Nhỏ lên nè. Ừ. Nè, đứt góc luôn. Góc lấy góc luôn rồi. Chết rồi. Đây, vàng tụt xuống rồi. Tụt xuống tới dưới luôn. Cái này là nó mới nay 3 ngày nhỉ? 3 ngày. 3 ngày sau phun. 2 ngày rưỡi chính xác. Đấy, thằng lấy chết luôn rồi. Đây chết luôn ha. Ừ, má thằng lấy. Đây đây. Cỏ gạo quá nha. Cỏ gạo rất là cao ha, cái cỏ rất là cao. Cây cỏ này là hôm rồi làm trục chặt này, cái đồ hai xong nó mọc rồi chứ nè. Đúng rồi, cỏ rất là cao ha. Ừ. Cao ngang lúa luôn mà nó vẫn chết nè. Vàng hết cho rồi. Đây rồi. Cây lá nè. Má mùa. Đây đây gốc. Góc thúi luôn. Thúi cái này không? Bây giờ dịch mạnh nó đứt ngang rồi. À đứt ngang rồi. Đây nó này, đây cây nữa này, trên này. Đây này, cỏ chết ha. À, đạt rất đạt luôn nha. Cái butanin này hay đấy. Ồ. Chỉ cần 2 ngày rưỡi thôi là đã chết. 2 ngày rưỡi chết rồi, thấy không? Cái lá này là kể như cái lá này lá bên trên. Từ đây là hết 2/3 lá khô rồi. Dạ. Thằng này cũng khô luôn, chuyển màu đỏ rồi. Còn tét ở trong luôn rồi nên đồng. Ô đứt ra luôn rồi. Đứt luôn. Tét không được. Cái này thì phải hết rồi. Này thì thối nõn rồi. Thối nõn luôn. Chết. Này là cái khu vực này là khu vực cao nè. Dạ. Đây còn anh này khô đi luôn à. Đấy. Đây, khô luôn ha. Khô luôn đi luôn à. Chết khô luôn à. Dạ. Butanin này đạt đấy. Đây đây này, đây này. Rồi, thấy không? Rồi tôi kiểm tra mà có anh ti là chưa có tính. Dạ, đây này ha. Trên gò nó kê lên cao. Nó khô nó lên cao luôn mà khô đang chết à. 2 ngày rưỡi mà nó khô. 2 ngày rưỡi. Đây này, đây cây này chết luôn nè. Dạ, đây.